Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nguyễn Thị Thu Nhi háo hức so găng tranh đai vô địch thế giới VKBO. Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi, nhà vô địch quyền anh hạng nhẹ VKBO khu vực châu Á, Thái Bình Dương, sẽ có màn so găng với đối thủ người Nhật Bản Esuko Tada để tranh đai vô địch VKBO thế giới vào trung tuần tháng 10 nếu thành công. Cô gái 25 tuổi quê An Giang sẽ trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt chức vô địch quyền Anh chuyên nghiệp thế giới, sau khi có được vinh dự là nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu đai vô địch chuyên nghiệp WBFEO khu vực châu Á Thái Bình Dương hồi tháng 2 năm 2020. Trận so găng lịch sử này từng được lên kế hoạch tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên sự kiện mang tầm thế giới của WBFEO đã phải chuyển đến Hàn Quốc. Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn Buffalo, một doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện của Việt Nam, cho biết Tổ chức Quyền Anh Thế giới WBO và Ủy ban Quyền Anh Hàn Quốc KBC đã chấp thuận để thành phố An Sinh đăng cai. Đồng thời, hai tổ chức này sẽ trực tiếp giám sát sự kiện tranh đai vô địch vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Giải đấu của WBO chính thức được Fandom Foundation tài trợ thông qua Fandom Ticker một dự án nền tảng dành cho người sáng tạo với một kênh mở cho người dùng để tạo doanh thu từ nội dung. NFT Marketplace của dự án sẽ tăng thêm giá trị cho nội dung thông qua NFT hóa nội dung cá nhân bao gồm cả với người sáng tạo. Fandom Foundation gần đây còn ký hợp đồng ghi nhớ về việc phát triển nền tảng NFT Metaverse với IGNEISVC, ISVC, một công ty tăng tốc toàn cầu từng khiến cả thế giới quan tâm khi liên kết với TikTok trên các lĩnh vực NFT và Metaverse. Buffalo là công ty truyền thông và quảng bá quyền Anh có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Lò đào tạo này đang sở hữu nhiều tay đấm triển vọng, trong đó bao gồm hai nhà vô địch châu Á. Ở sự kiện sắp tới, sẽ có 16 vận động viên đến từ 5 quốc gia tranh tài, trong đó có 3 trận đấu tranh đai và bảo vệ đai rất quan trọng của làng boxing thế giới. Lịch trình cụ thể trong ngày 23 tháng 10 có 3 trận đấu quan trọng, cụ thể ở trận tranh đai VKBO Oriental hạng Minimum, Sở Minh Phát, Kim Leopard sẽ có trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp với đối thủ Ar Ando người Philippines ở hạng Tiểu Mai Tyson Olimpionao sẽ lên sàn bảo vệ đai vô địch trước một võ sĩ người Philippines khác là Michael Mendoza và tâm điểm là trận tranh đai vô địch VKBO Thế giới giữa Nguyễn Thị Thu, như nhà vô địch VKBO Châu Á Thái Bình Dương với Esuko Tada, đối thủ 41 tuổi người Nhật Bản hiện giữ đai VKBO ở hạng minimum. Nếu giành chiến thắng, Thu Nhi sẽ trở thành nhà vô địch quyền Anh Thế giới đầu tiên của Việt Nam, sống ở Việt Nam 21 năm qua. Ông bầu Kim Sang Bung đã góp công rất lớn trong tiến trình chuyên nghiệp hóa quyền Anh tại Việt Nam. Ông thành lập lò Buffalo, nơi đào tạo nên những võ sĩ tài năng mà tay đấm Nguyễn Thị Thu Nhi chính là học viên xuất sắc nhất. Ông bầu Kim Sang Bung cho biết dù sự kiện của VKBO không thể diễn ra tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng việc tổ chức giải tại An Sinh chính là lời tri ân dành cho người hâm mộ Việt Nam. Thành phố An Sinh ở ngoài Ocean là một nơi có thể dễ dàng gặp người Việt tại cộng đồng dân cư tại đây. Nghe tiếng Việt thỏa thích cùng với các món ăn. Nét sinh hoạt đặc trưng của người Việt, tôi tin chắc các vận động viên sẽ được cộng đồng người Việt tại đây chào đón và cổ vũ nồng nhiệt, ông bầu Kim Sang Bung chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, các tay đấm của Lò Buffalo đã có mặt và tập luyện tại Janjiabad, Uzbekistan. Các võ sĩ đều tỏ ra rất quyết tâm cho sự kiện tranh đai ở thế giới từ những hình ảnh clip tập luyện được chia sẻ trên mạng xã hội.